Tại huyện Đất Đỏ, Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ cũng có buổi làm việc với Đảng ủy xã Láng Dài về triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022. Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 3 tháng đầu năm nay, Ủy ban nhân dân xã Láng Dài đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời triển khai mô hình sản xuất lúa theo quy trình kỹ thuật và thu mua sản phẩm cho 56 hộ với diện tích 85 ha. Diện tích lúa đông xuân 2021-2022 thu hoạch hơn 135 ha, đạt 13,3% kế hoạch năm, thu ngân sách hơn 810 triệu đồng, đạt 50,3% dự toán năm và tăng 167% so với cùng kỳ. Chăm lo cho hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 890 suất quà, trị giá hơn 460 triệu đồng. Nhận và hỗ trợ kịp thời hơn 1.160 đối tượng với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại địa phương cơ bản bao phủ 100% người dân đủ điều kiện tiêm chủng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Cán bộ đảng viên tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chủ trương của Đảng, thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ. Làm việc với Thường trực Huyện ủy Đất Đỏ, địa phương kiến nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, đầu tư, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh, sớm thông báo về các quy hoạch để người dân nắm bắt, quy hoạch khu chăn nuôi xa dân cư để tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Sau khi nghe ý kiến của các ngành và địa phương, ông Lê Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy, yêu cầu xã có kế hoạch duy trì các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó tập trung các tiêu chí về thu nhập, việc làm cho người dân, chăm sóc y tế, bảo hiểm, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tăng cường công tác quản lý phân lô bán nền, kịp thời nắm bắt thông tin các dự án khu dân cư để quản lý chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng mua bán sai quy định gây mất an ninh trật tự, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số, quan tâm xây dựng phát triển lực lượng đoàn viên, hội viên, lực lượng cốt cán để nắm bắt, cung cấp thông tin dư luận cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời.